Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách. Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đức cha Pierre Lambert de la Motte, vị đại diện tông tòa tiên khởi đàng trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đứng sáng lập dòng mến thánh giá. Tác giả François Fauconnet Bousselard, dịch giả Cao Kỳ Hương, Kính thưa quý thính giả, cho tới nay, nếu hỏi Đức cha Pierre Lambert de la Motte là ai, phần đông mọi người ở Việt Nam sẽ trả lời không chút so dự. Đức cha Lambert là đấng sáng lập dòng mến thánh giá, vì hình ảnh này đã được các nữ tu dòng mến thánh giá nói đến và phổ biến nhiều nhất tại Việt Nam. Thế nhưng, đây chỉ là một trong ba hình ảnh mà trong tập sách này, tác giả là bà François Buzella đã đề cập đến. Bà Buzella là đã sàng lọc trong văn khố của Hội Thừa Sai Paris những thông tin về Đức Cha Lambert nhằm phát họa một chân dung đầy đủ hơn về Ngài. Đó là vì đại diện tông tòa tiên khởi đằng trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đấng sáng lập dòng mến thánh giá. Thứ nhất, với tư cách là đại diện tông tòa đằng trong, Đức Cha Pierre đã nhiệt tình cộng tác với Đức Cha François Paris là đại diện tông tòa đằng ngoài để loan báo tin mừng cho dân tộc Việt Nam và xây dựng hai giáo phận đầu tiên của giáo hội việt nam bất chấp phải luôn đối mặt với muôn vàn khó khăn và thử thách thứ hai đức cha lambert còn là người cha của hàng giáo sĩ việt nam cùng với đức cha palu đức cha lambert đã quyết tâm thi hành chỉ thị của tòa thánh là lập nên hàng giáo sĩ địa phương để điều hành xây dựng giáo phận và nhất là khi các tờ sai ngoại quốc bị trục xuất trong bối cảnh bắt đạo thứ ba như nhiều người đã biết Đức Cha còn là đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, một dòng tu phổ biến nhất ở Việt Nam. Những nụ tu này sống thành cộng đoàn, vừa chuyên tâm cầu nguyện, vừa nhiệt thành tham gia hoạt động truyền giáo thông qua hoạt động bác ái. Như thế, ngang qua ba hình ảnh trên đây, tác giả cố gắng trình bày, hòa quyện ba hình ảnh với nhau để tạo nên chân dung của vị giám mục tiên khởi của đằng Trong. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong chương 4 có tựa đề hoạt động tại Việt Nam. Trong chương này, tác giả đề cập những hoạt động sơ khởi của Đức cha Lambert khi nhận nhiệm vụ tòa thánh trao phó tại Việt Nam. Mặc dù hoạt động và quyền tài phán của Đức cha Pierre trải dài trên toàn bán đảo Đông Dương, nhưng miền đất truyền giáo đằng trong mà Ngài đã nhận trách nhiệm cách đặc biệt từ Roma cũng là nơi lòng Ngài hướng đến, chính là nơi Ngài thể hiện sự gắn bó mục vụ mạnh mẽ nhất. Năm 1658, Đức cha Begith Nhận ủy quyền trên phần giáo hội này, đằng trong là một dải đất hẹp nằm dọc biển Đông, giữa mũi Đại Lãnh và Lũy Đồng Hới. Năm 1615, công giáo được du nhập vào vùng Đà Nẵng qua những người Nhật Bản tị nạn, được khoan thứ theo từng giai đoạn cách quãng cho đến năm 1645, thời điểm cha Đắc Lộ bị trục xuất vĩnh viễn. Kể từ đấy, công giáo chính thức bị cấm và nhiều Kitô tô hữu đã phải trả giá bằng mạng sống vì gắn bó với tôn giáo mới. Vào thời điểm đó, Cha Pierre đang hoạt động tông đồ với nhóm người đằng trong tị nạn ở Ayutthaya và mong ước tha thiết nhất của Đức Cha là rời đi càng sớm càng tốt để đến vùng truyền giáo của Ngài. Ngài hy vọng có thể kết thúc cuộc đời mình tại nơi đó, cả khi phải trả giá bằng việc tự đạo. Nhưng lợi ích chung của giáo hội ở châu Á và những trách nhiệm nặng nề ràng buộc Ngài với các đồng nghiệp người Pháp thường khiến Ngài phải xa cách vùng đất yêu thích của mình, nơi Ngài chỉ có thể lưu lại hai lần – mỗi lần vài tháng và khoảng năm 1671 và năm 1675. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Tác phẩm bao gồm hai phần chính. Phần 1 đề cập nhiều đến cuộc đời của Đức cha Pierre Lambert de Lamotte. Phần 2 đề cập đến tư tưởng của Ngài. Trong phần thứ nhất nói về cuộc đời, tác giả lược lại những hành trình tuổi trẻ của Ngài tại Pháp. Sau đó, sai phái các vị đại diện tông tòa đầu tiên sang châu Á. Đề cập đến việc tranh giành ảnh hưởng giữa Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin và Paroado. Sau đó, chương 4 đề cập nhiều đến hoạt động tại Việt Nam. Chương 5 là những hoạt động của Ngài tại Siêm. Phần 2 đề cập nhiều hơn đến những tư tưởng của Ngài. Trong đó, một số mục nổi bật có thể được kể đến như Đức Cha, Con Người của Giáo hội, Vị Thầy Thiêng Liêng, người trăn trở cho việc đào tạo thiêng liêng và huấn luyện hàng giáo sĩ cũng như các thừa sai giáo dân. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đức cha Pierre Lambert de la Motte, vị đại diện tôn tòa tiên khởi của Đảng Trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đứng sáng lập dòng mến thánh giá, dày 403 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm. Tác phẩm này hy vọng mang đến cho độc giả ba hình ảnh tiêu biểu của Đức cha Pierre Lambert de la Motte. Là mục tử, Đức cha Lambert luôn hết lòng chăm lo cho sứ vụ truyền giáo được tòa thánh trao phó. Đời sống nhiệt thành của người môn đệ Chúa Giêsu chịu đóng đinh nơi Đức cha Lambert đã để lại cho giáo hội một sự nghiệp lớn lao. Theo lời nhận định của Đức cha François Pallu, công trình của Đức cha Pierre Lambert de la Motte đã thực hiện trong đời ngài, không ai khác có thể làm nổi. Sau Thiên Chúa Chính nhờ Đức Cha Lambert Chúng ta có được công trình hiện nay Tại Thái Lan, đằng trong và đàng ngoài Là những nơi Ngài đã vượt qua vô vàn khó khăn Và đương đầu với bao bão táp Kính thưa quý thính giả Không phải cuốn sách nào cũng phù hợp Với tất cả mọi người Hay cũng không có người nào phù hợp Với mọi cuốn sách Nếu sau khi đang nghe một điểm sách tuần này Và bạn vân vân không biết liệu tác phẩm Đức Cha Pierre Lambert de la mot vì đại diện tông tòa tiên khởi đằng trong, người cha của hàng giáo sĩ Việt Nam và đứng sáng lập dòng mến thánh giá. Có phù hợp với mình hay không? Bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.